Đây chương trình thu thanh giáo lý Phật giáo hòa hảo. Đây chương trình thu thanh giáo lý Phật giáo hòa hảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và chư đồng đạo, để mở đầu chương trình thu thanh sấm giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển sấm giảng khuyên người đời tu niệm, tức quyển nhất Văn Lục Bát, dài 912 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Quyển này ngài viết xong trước đệ nhị thế chiến tại làng Hòa Hảo. Sấm giảng này khởi đầu bằng câu Hạ Nguyên nay đã hết đời, và chấm dứt bởi câu Tới đây cũng lần ngừng lại bút nghi. Nội dung Đức Giáo Chủ đánh thức quần chúng bằng cách tiên tri những cảnh lầm than khốn khổ mà nhân loại sẽ phải trải qua trong thời đại nhiễu dương. Chẳng hạn, ngài nói trước các năm từ lúc xảy ra cho đến khi chấm dứt đệ nhị thế chiến. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Người ta đã thấy đúng 100% từ khởi đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, mèo kêu năm 1939, cho đến khi hai quả bom nguyên tử của đồng minh bỏ xuống nước Nhật để chấm dứt chiến cuộc gà gái năm 1945, không sai một mãi. Cuộc giết chóc ghê tởm của chiến tranh tuy ngưng từ năm gà, nhưng theo Đức Giáo Chủ, nó sẽ còn tái diễn tại Việt Nam và sẽ lan diễn khắp nơi. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thấy nằm bằng nó. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Trong tác phẩm này, Đức Giáo Chủ cũng tường thuật việc ngài quá hiện ra đuôi cùi buôn bán khi già lúc trẻ dạo khắp lục châu để thử lòng trăm họ, giác tỉnh mọi người, gọi họ theo về đường ngay nẻo đạo. Chúng tôi xin thành lòng đọc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ quân nay đã hết nửa đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia căn. Năm mèo kỹ ơi màu rõ ràng, khắp trong trần hạ nhốn mi nhàn thiết chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi, ba gia khổ nào vậy thì từ đây. Cơ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất cứ an, khắp trong các nước nhốn nhàn đao binh. Kẻ thời phụ nghĩa bổ kinh, người thời trung hiếu chẳng dình vẹn hay. Nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thứ ngày rày tinh tâm. Cơ thâm thì quả diệt thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu.
Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy ơi hùm beo, khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này dưng lĩnh minh dương, với lĩnh Phật đường đi xuống vạn dân. Thấy trong ba tánh phàm trần, kẻ khinh người nhau thần tiên quý ta. Mặt ai bàn tán ơi gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần gánh ghét kinh khi. Nam mô A mô Phật ơi từ bi, miệng thì niệm Phật cứ lòng thì tà gian. Khắp trong ba tánh trần hoàng, cùng xóm cuối làng đều bị người điêu. Điêu này xưa cũng mơ như ai, vào các ra đài tốt bực cứ giàu sang. Nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ấn vật nghi lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ai ra ơn dạy truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nổi trong sao khắc biết cơ liền thiên cơ. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chân tu. Dương trần kẻ trí ơi người ngu, ham vọng ham dù danh lợi xê sang. Cờ đà đến nước ơi bất cứ an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật cơ trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu Chúa kính vì tổ tông. Ngồi buồn nói chuyện bông lòng, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thanh thời, dẫu Phật ra đời thế giới bình bình yên. Điên này điên của thần tiên, ở trên non núi xuống miền lục châu. Đời còn chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đắng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có nói không, đến hồi mây trong thân chẳng toàn thấy.
biết đời đến lúc cắn gây mà cũng tối ngày nói xeo nói xiêu dương trần tội ác liên miên sao xuống quỳnh tiền địa ngục khó ra điên này nói ơi biết gần xa đặng cho lê thứ biết mà lo tu tu cho qua cửa diêm phù khỏi xa địa ngục miệng ao du thiên đài đường đời chẳng có bao dài nên viết một bài cho ba tánh coi tuồng đời như pháo châm ngòi ba già yên lặng mà coi khùng này khùng thời ba tớ một thầy giảng dạy giấy đầy rõ việc thiên cơ điên ở đây còn dài còn khờ yên lặng như tờ cõi chúng làm sao ba gia kẻ thấp ơi người cao chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu bây giờ giá dài giá ngu cũng như nhân quý ở tù ngày xưa lúc này kẻ ghét người ưa bị điên nói bừa những việc cơ vừa qua dương trần biếm nhẹ gần xa nói quỷ nói tà đây cũng cam tâm ngồi buồn nói chuyện xa xăm dạo trong bãi núi cười thầm sư mang nói rằng lòng chẳng tham sang sao còn ham của thế gian làm gì viết này thôi quá lạ kỳ cũng trong Phật giáo sao thì chê khen lúc này tâm trí rối bên tiếng quyền tiếng kèn mặc ý ba gia hết gần rồi lại tới xa dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi chuyện này cũng ơi lắm mưa tuyệt vời giả như hàng tính đợi thời loạn trốn đến sao danh nổi như cồn làm cho hàng giỏi mất hồn mấy khi chuyện xưa thăm sự còn ghi khen anh hàng tính vậy thì mưu cao chuyện đời phải có ai trước sau điên khùng khờ dại mà cao tu hành ba gian phải ráng làm lành niệm Phật cho ngứa rành đặng thấy thần tiên thưa
đời trong giả chẳng ơi yêu. Khắp trong lễ tứ thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đắng thầy cứu cho. Mạng đeo danh lời ấm mơ, sẵn của hét hò đứa ở người ăn. Đừng khi nhà lá một căn, mà biết niệm Phật cứ sao bằng bạc muôn. Giàu sáng như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cửa quyền thất tổ chẳng thờ, để thờ những đạo ngón cờ trắng phao. Dương trần bụng dạ nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người cố còn ghi, những việc lạ kỳ nay có hay chưa. Chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thường tới đâu. Bá gia mau kiếp lo âu, để sao đối đầu chẳng đặng toàn thấy. Viết đời nói riết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu ba tánh lao sao, đến chừng rồng trắng máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị sao sao, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt cơ rưng rưng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hung. Biết đời nói chẳng có cùng, đến sao mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắt cười diệt tà tay, nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số mạng biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giá đạo bồi hồi, còn chỉ linh thính mà ngồi mà nghe. Viết đời như nước trong khe, nó tường đặt dè nói biếm người hung. Điên này nói chi theo khùng, như thể dây dùng đằng cứu bá gia. Sao
này kẻ khóc cười người la, dài ba năm nữa biết cơ mà tà tin. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba tánh mặt tình nghe không. Việc điên điên xử chưa xong, lục châu chưa giáp mưa mà lòng ô ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thể rác rơm, rồi sao mới biết rác rơm mưa của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn dạng cho người cười chê. Từ đây sắp đến thảm thế, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quý vậy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa qua, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét tới xem lui, chừng gặp tuổi mùi ba tánh biết thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong giả chẳng yêu, điếng gai chèo quê giáo miền lục châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng giả người xưa. Ba gia ai biết cơ thì ưa, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền. Đi nhiều càng thăm càng phiền, lên voi xuống dình nào yêu thân giàu. Tay chèo miệng lại hát cơ ca, ca cho trần thế biết cơ đời loạn ly. A-di-đà-phật cơ từ bi, ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Từ ngày thọ giao với thầy, dẹp lòng dĩ kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tấm thân, miễn cho ba tánh được gần bồng lai.
Đời này vốn một ơi lời hay, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này dành vật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiền lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tay, bác ngưu bác cứ cày đặng chúng mơ làm ăn. Chừng đau niệm Phật nghi lăng xăng, Phật đâu chứng kịp mơ lòng người ác gian. Thấy đời mê mũi lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chỉnh ghê. Chữ tu không phải lời thề, mà không nhớ đến đặng kề tiên ban. Nói nhiều trong già xuống sang, cùng hết xóm làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thế cây sơn, ngoài giá coi chắc cửa trong thời mối ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật tổ thêm rầu, giận trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Bá gia lầm lạc ơi đáng thương, nên trước Phật đường thọ lãnh dài dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biếm nhẹ xa gần người điên. Lòng buồn mượn lấy ơi bút cương yêu, viết cho trần hạ bớt cơ phiền lo tu. Thương đời chớ chẳng kiếp ma xu, buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong ba tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ quả thâm, đặng cho ba tánh tình tâm mơ tu hành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lễ thứ được rành đường tu. Nay đã gần cuối mùa thu, hết ngu tới dài công phu gần thành. Xác trần đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành với điên.
điên này sẽ mở xích xiềng, dắt cơ diệu ba tánh gần miền tiên bang. Không ham danh lợi giàu sang, mong cho ba tánh được nhàn tâm thân. Thường về chầu Phật tấu trần, cầu xin Phật tổ ban lần đức ơn. Nay đã bày tỏ nguồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường. Phật cơ trời thấy khổ thời thương, muốn cho lễ thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đâu thiệt hơn, tu niệm chớ sờn uổng lắm dân ơi. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhớ đạo cho tròn mới hay. Đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này đau đớn sầu bi. Tu hành tâm trí ráng trì, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Dương trần lắm chuyện đôi co, phải dẹp chỉ kỹ mà lo tu hành. Kệ kinh tưởng niệm cho sanh, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Lúc này thế giới bị ai, chẳng nói chẳng dài Phật nọ tức cứ tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đây đạo hành được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lễ thứ bước vào đường tu. Xưa nay đạo hành quá lu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặc cơ tình kẻ ghét cười người ưa, điên chẳng nói thừa lại chơi thứ dân. Quan trường miệng nói gian rân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới ơi làm thơ, cũng còn tay lấp mắt ngơ mới kỳ. Người đời lòng dạ bất cứ tri, trông cho làm bình dĩ kỳ nó coi. Dương gian chậu ấp được voi, giấu đầu rồi lại cũng loài sau đuôi. Nói nhiều mà giả chẳng nguôi, việc tu ba tánh bắn lùi như tôm. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giựt nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu
hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già ham muốn gái xinh đến sao chẳng biết thân mình ra sao. Xác thân cọp xé béo vào, còn người tàn bao máu đào tuôn rơi. Tu hành thiện đức thánh thời, ngài cha thảo Chúa Phật trời cứu cho. Bá gia hãy ráng ơi mà lo, kiếm lão đưa đò nói chuyện quyền cơ. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tĩnh tâm. Đến sao khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ biến bay, cá kia biến lội khổ này mới yêu. Nhắc ra quá thảm quá phiền, bể khổ gần miệng mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân lý hết lu, khắp trong lễ thứ ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét trụ vương, ham mê đắc cơ kỳ là phường bội cha. Hết gần rồi lại nói xa, nói cho ba tánh biết cơ mà người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm khuya. Đừng ham làm chức cơi nát cơ niêu, ngày sau như khóa không chìa dân ngôi. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưu sâu thì quả cũng thâm, ngày sau sẽ biết thu cầm chỉnh ghê. Hầm béo tay tượng bốn mươi bề, lại thêm ác thú mạng xà rít to. Bá cha ai biết thì lo, gác tay dèm dìm đôi có ít gì. Hết đây rồi đến dĩ kỳ, siêu cao thế nặng giấy thì thiết tha. Dân ai như thể công cha, chẳng ai dạy dỗ thật là thảm thương. Thứ này đến thứ minh dương, nơi chốn Phật cơ đường mặt ngọc u ê. Cám ma thương trần hạ nhiều bề, bởi chân tàn bão khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền duyên, ngày sau đến việc lũy phiền suốt canh.
Kể kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để ở dành ngày sau. Bây giờ chưa biết vàng thao, đời sau kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng biết rành đường tu. Thương ai ham giống ham dù, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như giá múc cứ thêm, mãn lo tranh đoạt thù hèm với nhau. Đến chừng có ốm có đau, gian mồm niệm Phật Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là vinh, chẳng lo tu niệm cứ gình với điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nại tấm thân, nắng mưa chẳng quản táo tần ai hay. Chừng sao đến hội rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Lui thuyền chèo quế tay gai, thuyền đi nước nghiêng ngược đến nửa rài Cù Lao. Xa xa chẳng thấy làng nào, thiệt làng Long Khánh ít người nào tu. Tớ thầy liền giá đuôi mù, bèn đi ở ca hát kiếm xu dương trần. Bà già tựu lại rần rần, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nước cười trần hải một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh vừa buổi chợ đông, bại trò bán thuốc hát rồng đời nay. Cho thiên hạ tự đông dày, rồi mới ra bài hát việc thiên cơ. Tới ở đây ba tánh làm ngơ, buồn cho Lê Thứ kịp mưa giờ ra đi. Lìa xa hồng ngự một khi, thẳng đường trực chỉ điên đi tân thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thuyết sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại đôi co, chê lão đưa đò mà biết có việc chi. Thấy đời đồng tánh từ bi, điên chẳng bắt cư tì còn mắt cư diệt xa. Khoan khoan chân nọ bước ra, giáp rạch cả cái rồi ra ngoài giam. Đói nhìn mây nọ trắng lam, điên ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ, Tân An làng nọ dân nhờ bắp khoai. Và người bán cá bằng nai, dân chúng ngại rài súm lại mùa đông. Tới lùi giá cả vừa xong, điên cùng
bằng lòng cân đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngán cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười trần hạ lắm mà ôi, dạng cho ba tánh một hồi quá lâu. Thân già thức suốt canh thâu, nói cho Lê Thứ quậy đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phổi rồi, quay thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Và người tàn tật một khi xuống giàm kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà lá hầm hôi mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim cổ một hồi, cùi xuống giữa dời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông, và gái không mẹ chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nực cười, xúm nhau triêu ghẹo đặng cười gái tơ. Buồn đời lăng mà ngẩn ngơ, biến mất lên bờ liền giá cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý ơi trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chợt chú thầy, nó thấy làm vậy chẳng bác ngại nghi. Xuống thuyền hoài quá một khi, chèo lên Vĩnh Tế ở vô thì núi Sam. Đi ngang chẳng ghé chùa am, xuôi dòng núi sập đặng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù, cũng như người tôi ở tù mới ra. Chèo ghé rao việc gần xa, bồng lại tiếng cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tại lình phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Có người nói xéo nói xiên, chú muốn kiếm tiền nói gạt bá gia. Thoáng nghe lời nói thiết tha, rưng rưng nước mắt chèo về mặt dưng. Tay chèo miệng cũng rau chừng, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đổ thừa trọng ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót bá gia. Bây giờ gặp việc thiết cơ tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không? Bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không? Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tình để lòng làm chi?
mặt dưng mắt cơ vàng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì dầm nao. Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi dài câu. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt cơ mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, ba gia mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai, giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như mạng nó bằng theo, hãy ráng đọc dè của kẻ khùng điên. Khỏi giam điên mới quay thiền, xuống miền cao lạnh lại phiền lòng thêm. Tới đây ca hát ban đêm, ai có thù hềm chửi mắng cũng cam. Cho tiền cho bạc chẳng ham, quyết lòng dễ dỗ dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng phủi rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về phong Mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch chanh. Ghe chèo khúc quẹo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc cơ ra tâm trí bồi hồi, có đứng khôn ngồi thương xót bá gia. Kiếm vàng làng nó chẳng xa, kiếp mau tới đó vậy mà thử coi. Sự này nhà cửa ít ỏi, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đói rách sinh xu, ra tay cứu vớt đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bốn bề, rõ ràng bến lức đã kề bên ghe. Và người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rồng diệt thiên cơ. Hết về rồi lại nói thơ, làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nói xong, đi luôn ba cụm kẹo lòng ước mơ. Tới đây dẹp hết dè thơ, giả người bán mắm quá khờ quá quê. Chợ này thiên hạ bộn bề, kẻ nhúng người trề chê mắm chẳng ngon. Bạn hàng tiếng ơi nói quá giòn, giá này không bán còn chờ chuyện chi. Bừng thời kẻ níu người trì, ở đây không bán chỉ thì đi đâu. Dứt lời rồi lại câu mau, mắng con đi chó khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho có người đồn, biến mất xác hồn cho chúng chỉnh ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lành vừa kề giả bán trầu cao. Bán hàng
xúm lại lao sao, ông bán giá nào nói thử nghe coi. Trầu thời kẻ móc người môi còn cao, bẻ dấu thấy loài tánh tham. Thấy già bán rẻ nó ham, bị thêm quê dốt nó làm thẳng tay. Ghe người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bến thành đến đó đầu liền, gặp hai thằng lính tra liền thuế thân. Tớ thầy nói chuyện cân phân, mới lỡ một lần xin cầu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chứng khổ nào mới là nổi trôi. Lính nghe vừa dứt tiếng rồi, khoác nạt một hồi rồi mới bắt giam. Thấy đời trong già hết ham, ghe người biến mất coi làm chi đây. Tức thời điên giả làm thầy, đi coi đi bói khắp trong phố phường. Có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ vàng xanh. Dạo cùng khắp ơi cả xài thành, khi ca khi lý nói rằng thiên cơ. Ba gia ba tánh ơi làm ngơ, tưởng như những kẻ làm thơ kiếm tiền. Văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặt ai ghét ghét chẳng dám nói bừa cho ba tánh nghe. Phiền ba ngựa ngựa xe xe, điên giả người què gia đình thẳng sông. Què này đường xá lão thông, khắp trong thiền thị rồi thì nhà quê. Kiếu cơm bá tánh nghe ghê, thêm nói bộn bề những việc cứ về sao. Dương trần bàn tán ơi thấp vừa cao, chẳng biết cứ người nào rõ việc tiên tri. Giả tự gia đình một khi, thuyền loạn trực chỉ đến thì Cần Thơ. Tới đây giả kẻ quá khờ, vợ điên chồng lại đứng hờ một bên. Phố phường xóm dưới ơi đầu trên, cùng người đi chợ xúm nhau reo cười. Thì thiền hiền đức được mười phần nhiều, xúm lại chê cười người điên. Vợ thời ca hát quyền thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm. Bà già coi thể rác rơm, ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi. Điên mà ca hát việc đời, với việc hiện thời khổ não âu châu. Chạy cùng chẳng xót đâu đâu,
lòng quá thảm sâu lìa lại Vĩnh Long. Chờ quê giảng dài đã xong thuyền loan trực chỉ đến rài Bến Tre. Chợ này đâu tại nhà bè giả chỉ bán chè vào khắp các nơi. Dòng rau rặt tiếng kim thời rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ già qua lại lăng xăng nói rằng rằng những việc bướm ông. Gánh chè bán hết trời vừa xong điên cùng nói ở rồng chuyện khổ về sao. Nói rồi chân bước mau mau lìa xa thiền tỷ đến thì thôn quê. Đi đâu cũng bị nhúng trề kẻ lại chửi thề nói lão bá dơ. Thấy đời tai lấp mi mắt cơ ngơ lúc ở trên bờ khi lại đi ghe. Dạo cùng khắp tỉnh Bến Tre đủ bực thơ dè lìa lại trà Vinh. Tới đây bài đặt hát kinh đua nhau bán thuốc mặt tình mua không. Nói ra những chuyện bông lòng trách trong lê thứ không mười lòng từ bi. Gặp người đói khó kinh khi điền duyên sự rạng ai thì làm cho. Dãi rồi thuyền lại mỹ tho khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Chợ quê giáp ơi hết thuyền quay đi trở lộn về ông trưởng vạn dân. Quảng chi nắng sợ mưa tần chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương ba tanh lắm ôi bồng lái tiên cành nứa rào rồi một khi. Nếu ai rảnh việc thì đi còn mắt nở thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông quan tên thiệt dân nghị trường ở dưới Vĩnh Long. Thấy đời cùng bác cứ động lòng ghé vào tệ xá thẳng sống lên nhà. Mình người tu niệm vậy mà nói chi lớn tiếng người mà khinh khi. Người nhà cảm tạ một khi cũng năm các bạc tiền đi non bồng. Xuống thuyền xuôi nước thẳng sông kia nhà chủ phối xem lòng đạo ba. Ngồi chơi đạo lý bàn qua mấy bà có biết lúa mà bay không. Có người đạo lý hơi thông xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài. Điếng nghe liền mới tỏ bài lúa bay về núi dành rài ngày sau. Hỏi qua tu niệm âm hao không biết câu nào trái ý đạo ba. Buồn đời điên mới bước ra
tay gai chèo quế ưa vào thì khắp nơi đi hoài chẳng có nghỉ ngơi, miệng cùng rao mời tiên cảnh bồng lai. Có người xuống bến ơi bằng nay, mắt trời ít tiếng người rài mạng giống. Nhà người thiệt chẳng có lòng, đòi đã hai lần sao chẳng chịu đi. Thương đời ta luôn sầu bi, đò đi tới chốn ăn thì bao nhiêu. Điên rằng tôi chẳng ham nhiều, bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham. Điên này bụng chẳng có tham, kia đã chở đầy chật nứt ký trong môi. Và đây cũng chở cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau đây. Thấy người lòng giá tà tây, thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô. Trong môi đã mát lại khô, tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong môi dòm thấy trống không, bước nhậu vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bào biết ta, thuyền người biến mất vậy mà còn chi. Trở lên chợ mới ơi một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cùng rau. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chân tu. Nào điên có muốn kiếm xu, mà trong trần hạ đuôi mù không hay. Hỏi ông người ở đâu rày, trả lời rằng ở non cài vua Nghiêu. Tới đây trong già buồn hiu, bỏ ghe điên cùng đánh liều chưa thôi. Giả ra một kẻ hàng nồi, khắp trong làng xóm đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đờn năm giây. Tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy cho giải quả căng. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách đi bạc hàng 80. Nhiều người nghe nói reo cười, thân tôi lao lý anh cười tôi chi. Giả từ chợ mới ơi một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ba răng. Ít ai biết được đạo hằng, ghé âm thầy pháp nói rằng lỡ chân. Trước khi bài toái nguồn cơn, vì thương lê thứ chi sơn lòng đây. Có người lối xóm muốn gây, xin sao trái bắp liền quầy xuống ghe. Ghe điên chốn ơi thiệt ghe bé, mà lại điên nhẹ nước ngược thẳng sông.
ra hoài thiền chạy như giông, người nhà xuống bên trong lòng ngại nghi. Ông này chẳng biết ơi người chi, chèo quế vậy thì mạnh bạo quá tay. Thần tiên mà chẳng ai hay, cứ bím nhẹ hoài buồn giá người xưa. Đời nay mong tờ mạng thưa, khuyên trong lễ thứ dặn thừa một câu. Thân này chẳng nể mau lâu, miệng cho ba tánh gặp chầu vinh quê. Thương trong trần hạ thảm thế, lao khổ nhiều bề chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hắm hôi, không đất cắm vui mà chẳng ai thương. Con thuyền đương lướt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc mì tư lương ai hoài. Có người ở sớm bằng nay, bị mất trộm rài đồ đạc sạch trơn. Vô thần bài tối nguồn cơn, rằng người nghèo khó đương hờn phận duyên. Điện nghe dội giả hoài thuyền, dùng khoa coi bói giải phiền phàm nhân. Coi rồi bài tối thiệt hơn, khuyên cô đừng giận, đừng hờn làm chi. Rồi đi dạo xóm đi một kỳ, đi lên nhà thì giá gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cùng thời ghé vô. Mua một ve uống hỡi cô, uống vô bộ phè trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước lóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thai. Hai thằng ở xóm bằng nay, nó nói ngày rài thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này cái cỏ làm chi. Bước ra nhà nói một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nọ nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Dàm nao rài đã đến rồi, hoài thuyền ghé lại bằng nơi ở chợ đình. Hát hai câu hát quê tình, đậu xem dân chúng chợ đình làm sao. Sáng ngày chợ nhóm mưa lao sao, giả bần áo ơi màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quần nói dèm với nhau.
Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Nhắc ra động tánh lòng son, buồn cho Lê Thứ sao còn ham vui. Ở đây một buổi ghe lui, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Thầy trò chẳng nài tâm thân, rạo khắp non tầng bận nửa thử coi. Chân tu thì quá ít rồi ơi, nhiều người ẩn sĩ quá loài tánh tham. Đi lần ra đến núi Sam, đến nơi rạo khắp chùa âm của người. Dạy rồi bắt qua tức cười, thầy tu nhiều kẻ biến lười quá tay. Trẻ già biến quá ai hay, dạo trong bãi núi chẳng nài công lao. Rủ rừng lúc thấp lúc cao, giả ra nghèo khó giàu nhiều âm dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đêm sợi xích xiềng trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần, xuống thuyền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây già kẻ không tiền, rảo khắp thị thiền xin xóa bá gian. Đi rồi cũng qua thiết cưa thao, trở về non cũ đắng mà dạo chơi. Non tiên gió mát thành thơi, nhưng nhớ việc đời lũy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc cười hát lúc cưa ca, mà trong Lê Thứ có ơi mà biết cưa chi. Nam mô hai chữ từ bi, trần hạ nói gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặc tình ghét ưa. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng ưa điên khùng. Xuống thuyền chèo quê thung dung, đi dạy đủ chỗ khắp cùng thử coi. Rạch giá chợ nọ thoi loi, gần nơi ven biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây giả kẻ có cơn, khi sai khi tình lúc cứ hờn số căng. Dương trần đi lại lăng xăng, chê chê nhạo nhạo cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thị thiền, lính chẳng bắt xiềng nó lại bóp đi. Lòng thương vì tánh ơi từ bi, dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe.
dài rồi điên lại xuống ghe, lòng xuyên xa đét nói rồng dè thơ. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ quá khờ lại quê. Buồn trong lê thứ ủ ê, sóc trăng chợ ấy ở thuyền kề đến nơi. Đến đâu thì cũng tả tơi, nói rõ việc đời sắp khổ sắp lao. Thì thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền lương. Thấy trong trần hạ thảm thương, đâu có biết đường chân chánh mà đi. Lìa xa đô thì một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều nhiều hơn. Đi cùng thành thị ráo trơn, Cà Mau đến đó thiệt hơn tỏ bài. Cho trong ba tánh chợ này, rõ việc dậy đầy lao lý về sao. Đường đi lao khổ xa bao, miễn cho trần hạ biết vào đường tu. Tu hành đâu có tốn xu, mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thầy trò lắm cảnh gian nan, chừng nào hết khổ mới an tâm lòng. Đằng dân đến tỉnh Gò Công, vì thương dân thứ mới hồng đến đây. Xưa kia bão lục tình này, mà sao cảnh khổ xưa này nhiều hơn. Yêu dân lòng nó chẳng sơn, thầy hát tớ đờn giải cũng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tách vời, đến đó dậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông mi đúc người ta, nhiều đuông trà là lại với nho tươi. Tới đây thầy tới quá mười, nói cười cười bán thuốc sơn đông. Ai ai đều cũng ngóng trông, cho lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong mi bụng héo xào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tình việc đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu hành nhạn tỏi tấm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban. Hát kêu bớ kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, với lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Tu hành phải ơi ráng trì mò,
gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Dạy rồi thầy tớ liền đi biên hòa đến đó, vậy thì xem qua đến đây dạy dỗ gần xa, khuyên trong ba tánh vậy mà tĩnh tâm. Ngày nay gặp bạn tri âm, ráng mà trì chí đặng tâm quyền cơ, tận an dạy dỗ kịp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh. Tới đây vừa lúc bình minh, điện ra sức vàng mặt tình nghe không. Giảng rồi dầu một thằng sông, thuyền thị giáp dòng thứ chót là đây. Thương dân giảng dạy dày đầy, rảo khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân. Nhiều người hung ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra già nọ nào nguôi, từ đây lục tỉnh đuôi cùi thiếu chi. Nói mà trong mi già sầu bi, bá gia chậm chậm khinh khi điên này. Đừng ham nói ơi nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là ai. Cảm thương ông lão bán khoai, vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa, khuyên trong trần hạ hải chừa lòng tham. Khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua Nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cánh này cho điên. Xuống trần dạy dỗ quyên thiên, dạy rồi thì lại thắm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra ơn, lời điên khuyên nhủ như đờn ba nha. Thủy thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi, thầy là Huệ Lựu tớ thì Huệ Tâm. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thấy nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Khuyên trong lê thứ trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Ấy là quý báu thơm tho, đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính gì mẹ cha. Sau này xấu bắt ơi hùm tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quả báo thì chay, đời nay quả báo một giây nhãn tiền.
dương trần phải ơi ráng làm hiền, đừng trống bạc tiền, đừng bỏ nghĩa nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ moi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điện đây dưng lệnh phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba gia. Thấy đời lòng già tay ta, cứ theo chế nhạo cười mà người điên. Ngồi buồn kể chuyện quyên thiên, chẳng có ham tiền cũng bị ghét vơ. Giết cho ba tánh ít tờ, đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lắm mà lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tay. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu. Từ rày gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Dương trần nay đáng ơi sầu bi, nên điền mới nói chuyện ni tỏ tường. Đêm ngày tưởng Phật cho thường, phải ráng lo lường kim chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bài, dạy trong trần hạ ngày dài ráng nghe. Đừng khi nhà lá chòi tre, nhà xăng cột lớn bù xè hay ăn. Lúc này điên mắt lăn xăng, dương trần biết đặng đạo hằng mới thôi. Chẳng ham cũng kiến chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn chùa lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết vàng thao, dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu. Sáng ngày con chó sủa tru, chừng heo cắn ổ hèm thù mới yên. Đừng ham giành giật của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nại điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi nói ơi riết cứ dần lân, tới đây cùng lần ngừng lại bút nghiêng. Bửu châu công luyện chốn non tầng, sơn thủy môn giang bảo giác dân. Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, hương nồng
dành thương kẻ trọn ân. Nam mô A Di Đà Phật.